Từ bộ 100 nhá, bộ 100. Máy tính free, power, DAC, loa. Chơi nhạc mạng thôi. Chơi với đồ hãng thì chắc nó phải tầm con máy tính của hãng InnoS nó làm, em đánh giá lại nó làm con máy tính của nó tầm 70 triệu, con free cut SL1 này thì mua cũ tầm khoảng hơn 100, còn con Power kia mà giá chính hãng của nó thì tầm 500 triệu. DC thì có Ben Audio, loa của Acola thì chắc giờ nó tầm 45 triệu. Đây là mình đã cần lôn một một lại theo các cái mạch của hãng Trung Quốc làm hết trên luôn.
Thôi em thu dọn chiến trường, mai còn đi làm. Chiến trường căng thẳng lắm.